Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Và mình là Quỳnh Phương. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho quý vị cái món đậu hũ chiên giòn với nước sốt thơm ngon hả quý vị. Đó thì để làm cái món này thì hôm nay mình có chuẩn bị một miếng đậu hũ ha. Đậu hũ ta, đậu hũ trắng mình hả quý vị. Đó mình mua đậu hũ này về mình bỏ tủ lạnh sẵn. Khi nào ăn thì mình lấy ra mình làm hả quý vị. Tại cái này thì bảo quản được lâu. Đó mình để trong tủ lạnh thì rất là tiện để mình khi nào ăn thì mình lấy mình làm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ hết cái phần nước đó quý vị, cái phần nước nè. Rồi rồi bây giờ mình đem chắc ra mà rửa sơ lại cái ha. Sau đó thì mình để ráo ráo nước và để cho nó thiệt là khô nước thì mình dùng một cái miếng giấy để mình thấm đó quý vị, thấm cho nó thiệt là ráo nước luôn. Đây mình dùng hai hai cái miếng giấy để mình chấm chấm chậm gì nè, đó, cho nó thiệt là ráo nước tại vì người ta bảo quản trong nước đó quý vị. À, rồi bây giờ mình sẽ cắt ra thì cắt thì tùy quý vị ha, cắt theo cái mình thì mình cắt miếng vuông vuông, quý vị thích cắt miếng dài hay là những cái miếng xéo xéo đều được ha. Đó chủ yếu mình thấy đẹp mắt. Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ qua một cái tô đó, các bạn nên chọn một cái tô rộng rộng xíu ha, cái tô mình thì nó hơi nhỏ chút xíu. Rồi bây giờ mình cho xíu muối vào, nó khoảng nửa muỗng muối đó quý vị, ít ít hơn xíu, rồi mình lắc ha cho nó đều lên nè. Đó, cái này các bạn nên dùng lắc nhẹ nhẹ nha cho nó thấm. Các bạn mà lắc mạnh tay quá miếng đậu hũ này nó sẽ vẽ dễ bị vỡ á. Rồi sau đó thì mình để chút xíu thì mình sẽ bắt dầu lên để mình chiên. Dầu thì để mình chiên miếng đậu hũ vàng đều thì các bạn cho dầu nhiều nhiều xíu rồi để ngập cái miếng đậu hũ luôn á quý vị. Rồi khi mà dầu nóng nó lên thêm á thì chúng ta mới cho cái miếng đậu hũ này vào nè. Đó, các bạn ướp xíu muối á, với lau khô cho thiệt là sạch nước luôn thì lúc mình chiên nó sẽ rất là đỡ bị dăng quý vị. Chứ không phải các bạn mà để còn nước á thì mình bỏ cái miếng đậu hũ này vô dầu á nó dăng rất là dữ luôn. Rồi lúc chiên thì mình đảo đều ha cái miếng đậu hũ á hay tàu hũ này nè quý vị, mà nó ngập dầu hết thì mình chiên nó vàng đều rất là ngon luôn. Đó giờ mình đảo từ từ ha. Miếng đậu hũ này nọ mình chiên xong là thấy cũng có hào hụt rồi đó quý vị. Đó, ăn lén lén miếng này miếng này ha. Nó giòn lắm, nó chiên giòn và rất là ngon luôn. Nè quý vị xem nè. Đó mình chiên chút xíu là nó vàng ươm hết trơn rồi nè, nhìn rất là hấp dẫn. Đó mình chiên cho nó vàng đều hết bốn mặt luôn hết quý vị. Khi mà dầu nhiều như vậy nè. Rồi mình để chút xíu nữa là mình đem ra được rồi đó quý vị. Nào quý vị xem nè, như vậy là được rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra ha quý vị, để nó qua một bên đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái phần nước sốt ha. Thì ở đây mình sử dụng khoảng 5 củ hành tím, củ nhỏ nhỏ ha quý vị. Đó mình đập dập dập nè, sau đó mình cắt ra. Thì mình cắt cũng cắt nhỏ ra quý vị, cắt nhỏ ra. Đó, sau đó thì mình bầm á quý vị, sau khi mà chúng ta cắt nhỏ nè chúng ta bầm sơ thân cái nha, đừng có bầm nhuyễn quá. Đó. Rồi chúng ta để bên. Tiếp theo tỏi thì mình cũng xài khoảng 5-6 tép tỏi. Cái này thì mình làm hơi nhiều để chút xíu mình có thể chấm gao luôn quý vị. Nếu quý vị mà làm với một miếng đậu hũ này các bạn có thể giảm lại phần nửa cái phần hành tỏi nè, gia vị lại nè là vừa đó quý vị. Cái này mình làm hơi nhiều để mình chấm rau sống á hoặc là rau luộc á mình ăn luôn. Rồi giờ mình cắt ra luôn hết quý vị, sau đó mình băm ra, băm hơi nhuyễn hơi là được rồi, đừng có cho nó nhuyễn quá. Rồi mình để qua bên luôn. Tiếp theo là ớt. Ớt thì tùy quý vị cay ít hay cay nhiều thì mình gia giảm ha, với cái món này thì nó cay cay nó mới thích. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra luôn, cắt ra thành những cái miếng nhỏ nhỏ như vậy. Ớt này thì chúng ta khỏi cần băm hết quý vị. Rồi mình để bên luôn. Rồi tiếp theo nữa thì quý vị chuẩn bị cho mình một chén, chén nhỏ thôi quý vị, chén nhỏ đậu phộng thì quý vị có thể đâm, dùng bỏ vô cái cối mình đâm cho nó nát, còn mình thì làm cái này cho nó nhanh quý vị, bỏ vô một cái bọc thôi. Đó thì dùng cái chén mình cà luôn, chủ yếu là cho nó bể 3 bể 5 là được rồi. Đó, nó nát nát chút xíu là được rồi. Rồi mình bỏ vô đây ha.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo mới nãy lại. Chảo mới nãy là mình thừa khoảng giá dầu vậy quý vị. Khoảng giá dầu. Đó, quý vị nào mà không thích ăn dầu mỡ nhiều thì bớt lại ha. Tại vì có dầu mỡ nhiều thì nó sẽ béo béo. Nhưng mà cô chú không thích ăn dầu mỡ thì có thể giảm lại, bớt lại. Rồi bây giờ mình sẽ để cho hành nó vàng thơm lên chút xíu nữa là được. Nó khi vàng vàng hơi hơi thơm thơm là được quý vị. Mình sẽ cho tỏi vào luôn. Tỏi cũng vậy thì mình cũng phi vàng vàng lên. Rồi mình cũng cho ớt vào luôn. Nó cho tỏi ớt vào phi cho nó hơi vàng vàng thôi quý vị. Vừa bốc mùi lên. Còn quý vị nào muốn ăn tỏi mà hơi giòn giòn chút xíu thì mình để lâu lâu hơn chút xíu, thấy vàng vàng hơn chút xíu nữa ha. Nhưng mà vậy thì nó sẽ dễ bị cháy á. Đó, mình phải canh lửa nha quý vị. Đó, mình thấy vậy là được. Sau đó mình sẽ cho cái phần đậu phộng vào nè. Đó, đậu phộng vào thì mình cũng đảo qua, mình xào sơ luôn. Đó, tiếp theo thì quý vị chuẩn bị cho mình nước tương. Nước tương ở đây thì quý vị cho vào một giá nhỏ ha. Đó, cho vào một giá nhỏ nước tương nè. Tiếp theo là mình phải xào sơ qua một cái. Đó, tiếp theo là mình cho nước vào nữa hết quý vị. Đó, cho nó giảm cái độ mặn lại. Nước thì ở đây mình sẽ cho hai giá nước nha quý vị. Đó, mình cho vô hai giá nước. Tiếp tục mình đun cho nó sôi lên, nó sắc sắc lại chút xíu. Sôi sôi lên chút xíu thôi vậy mình mới cho hạt nêm chay từ nấm á quý vị. Chuẩn bị hạt nêm chay từ nấm thì mình cho khoảng chắc khoảng nửa muỗng thôi quý vị, nửa muỗng đi. Rồi tiếp theo thì quý vị chuẩn bị đường ha. Khi nó sôi lên chút xíu á, mình chuẩn bị đường khoảng muỗng đường thì mình sẽ nêm lại nha. Khi mà mình cho đường vào mình nêm lại coi mình ăn ngọt vị vừa chưa. Nếu quý vị sợ ngọt thì mình cho nửa muỗng trước, mình nêm cái rồi mình cho thêm nửa muỗng nữa, hoặc là nửa một muỗng này nó chưa đủ cái độ ngọt á thì mình cho thêm nửa muỗng nữa cũng được hết quý vị. Đó, sao mà vừa khẩu vị gia đình mình là được. Đó, khi mà chúng ta để cho nó kẹo kẹo lại chút xíu ha, cho nước nó kẹo nó sắc lại thì mình sẽ cho lên cái nước sốt này, lên cái phần đậu hũ mình vừa chiên nha quý vị. Nó ăn nó mặn mặn ngọt ngọt cay cay và có cái vị béo của đậu phộng nữa. Hứa hẹn là một món rất là bắt cơm luôn quý vị. Đó, vậy thì cơ bản thì kênh món ngon tại nhà của Quỳnh Phương đã chia sẻ xong cho quý vị cái món đậu hũ chiên giòn sốt, nước sốt đơn giản dễ làm thơm ngon cho quý vị dùng trong những cái bữa cơm gia đình ha. Rồi, lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn luôn ủng hộ kênh món ngon tại nhà của Quỳnh Phương. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Nếu thích hãy nhớ like, share và chia sẻ cho nhiều người xem ơn. Xin chào.